Chào mừng các em đến với kênh Hề Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 8 xét chương trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng của Hề Liêm, nếu các em khá dễ hiểu, các em sẽ bấm khích và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 2 các phép toán với đa thức diệu biến. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 4 trang 17. Như vậy là hôm trước mình đã học tiết 1, 2, 3 rồi. Em nào chưa xem tiết 1, 2, 3 thì các em có thể vào kênh Hề Liêm. Các em sẽ vào danh sách phát toán lớp 8 chương trời sáng tạo các em xem nha. Giờ hôm nay mình sẽ học tiết số 4. Mình sẽ làm tiếp bài tập bài số 5, câu số 5 thực hiện các phép chia đa thức. Giờ như mình sẽ làm câu số 5 xem. Câu A chứ nhé. Mình sẽ viết là cái đề 20x lý thừa 3 y lý thừa 5 chia cho 5x bình phương y bình phương sẽ bằng. Như vậy chia đơn thức cho đơn thức thì mình lấy hệ số chia hệ số biến x chia biến x và biến y chia biến y, đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 20 chia 5 nhân cho biến x là x lý thừa 3 chia x lý thừa 2 giờ y lý thừa 5 chia y bình phương giờ 20 chia 5, 20 chia 5 thì bằng 4, x lý thừa 3 chia x bình phương là y lý thừa 5 chia cho y bình phương sẽ là y lý thừa 3. Tiếp theo mình sẽ đến câu B. Giờ mình sẽ viết là cái đề 18x lý thừa 3 y lý thừa 5 chia cho 3 nhân cho trừ x lý thừa 3 y bình phương. Giờ như vậy mình cũng lấy hệ số chia hệ số, đúng không? Ngoài biến x chia biến x thôi. Mười tám chia ba x lý thừa 3 chia cho đây là trừ x lý thừa 3 thì ở đây mình thấy là trừ x lý thừa 3 thì mình có dấu trừ này lý thừa 3 lên vẫn còn dấu trừ nha, mình đẩy dấu trừ ra bên ngoài, đúng nè. Như vậy mình sẽ đẩy dấu trừ ra ra ngoài trước luôn cũng được nha, mình sẽ đem dấu trừ ra ngoài trước. Lúc này ở đây sẽ là x lý thừa 3, x lý thừa 3 chia x lý thừa 3. Giờ y lý thừa 5 chia y bình phương dấu trừ viết lại nha. 18 chia 3 bằng 6, x lý thừa 3 chia x lý thừa 3 bằng 1, giờ y lý thừa 5 chia y bình phương là y lý thừa 3. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là âm 6 nhân cho y lý thừa 3, đúng không? Như vậy mình xong câu số 5 nhé. Giờ câu số 5 các em hiểu bài cái sau bấm quit video. Hãy biết các em hiểu bài. Mình nhớ là một số âm lý thừa lại lên thì vẫn còn dấu trừ. Mình sẽ đẩy dấu trừ ra ngoài chưa? Đúng này. Thì lúc này ở đây sẽ là x lý thừa 3 không? Tiếp theo mình sẽ đến câu số 6 thực hiện phép chia. Câu E nhé, mình sẽ viết là cái đề chứ 4x lý thừa 3 y bình phương trừ cho 8 y bình phương y cộng cho 10x đi chia cho 2x đi. Giờ như mình sẽ lấy từng đơn thức ở đây, mình sẽ chia cho đơn thức bên đây, đúng không? Như 4x lý thừa 3 ở đây mình xuống dòng 4x lý thừa 3 y bình phương
mình sẽ chia cho 2x đi. Giờ chia cho 8 x bình phương y. Mình sẽ chia cho 2x đi. Cộng 10x đi. Chia cho 2x đi. Xuống dòng. Giờ mình sẽ lấy hệ số chia hệ số. 4 chia 2 được 2. X lũy thừa 3 chia x sẽ là x bình phương. Y bình phương chia y sẽ được là y. Chịu. Giờ tiếp theo mình sẽ lấy hệ số chia hệ số. Dấu trừ này viết lại. 8 chia 2 được 4, viết số 4. X lũy thừa 3 chia cho x. X bình phương chia cho x được x. Y chia y hết. Dấu cộng đây viết lại. 10 chia 2 được 5. X y chia y bằng 1. Đúng, 5 nhân 1 cũng bằng 5 thôi. Như vậy kết quả là 2x bình phương y chia 4x cộng 5. Tiếp theo mình sẽ đến câu. Giờ 7x lũy thừa 4 y bình phương chia cho 2x bình phương y bình phương trừ cho 5x lũy thừa 3 y lũy thừa 4 tất cả chia cho 3x bình phương y. Giờ như mà lấy từng đơn thức bên đây mình sẽ chia cho đơn thức này. Như mình sẽ lấy cái này. Mình sẽ chia cho cái này. Giờ chữ. Cho đơn thức này. Mình sẽ chia cho đơn thức này. Tiếp theo mình cũng trừ đơn thức này. Giờ sau đó mình sẽ chia cho đơn thức này. Giờ xuống dòng bạc. Giờ mình sẽ tính giảm luôn cho nó nhanh nha. Như 7 chia 3 thì mình sẽ được là 7 phần 3. X lũy thừa 4 chia y bình phương được sẽ được y bình phương. Dấu trừ đây viết lại. 2 chia 3 mình sẽ được là 2 phần 3. Y bình phương chia y bình phương. Hết. Y bình phương chia y bình phương hết. Y bình phương chia y sẽ được là y. Ở đây y bình phương chia y bình phương bằng 1 nhé. À, y bình phương nhân y chia cho y là được y. 1 nhân y cũng bằng y thôi. Đúng không? Giờ dấu trừ đây mình sẽ viết lại. 5 chia 3 mình sẽ được là 5 phần 3. X lũy thừa 3 chia y bình phương được x. Y lũy thừa 4 chia y sẽ được y lũy thừa 3. Như vậy kết quả là 7 phần 3 y bình phương y trừ 2 phần 3 y và trừ 5 phần 3 x y lũy thừa 3. Như là mình xong câu số 6 nhé. Giờ câu số 6 các em hiểu bài, các sống thích video thì các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 7. Câu số 7 người ta tiêu mình tính giá trị của biểu khất. Như vậy trước khi tính giá trị biểu khất thì mình phải giúp gọn biểu khất đó trước nha. Mình sẽ làm câu A trước. Mình sẽ viết lại cái đề trước. 3x bình phương y trừ cho mẫu ngoặc 3x đi trừ cho 6x bình phương y cộng cho mẫu 5x đi trừ cho 9x bình phương y như vậy trước hết mình sẽ bỏ dấu ngoặc nha. Như vậy ở đây cái này mình viết lại. Giờ ở đây là phía trước dấu ngoặc là dấu trừ bỏ ngoặc đổi dấu 3x đi sẽ bằng trừ 3x đi
giờ trừ 6 sẽ biến thành cộng 6, cái bình phương y. Giờ phía trước này giờ là dấu cộng thì bỏ ngoặc giữ nguyên dấu nên mình sẽ viết lại hai cái này được không nè. Xuống dòng bạn, bây giờ mình xem những cái đơn thức nào đồng diện thì mình sẽ nhóm lại y bình phương y, y bình phương y, y bình phương y, mình sẽ nhóm ba cái này lại. Như vậy là mình sẽ trước hết mình sẽ di chuyển lại gần với nhau, mình sẽ cho cái này gần cái này, giờ cho cái này gần với cái kia, sau đó mình sẽ nhóm ba cái đó lại được này. Còn hai cái này mình cũng nhấn được xuống dòng này. Như vậy là 3x bình phương cộng 6x bình phương trừ 9, 3 cộng 6 là 9, 9 trừ 9 bằng 0, như ba cái này sẽ biến mất. Trừ 3x đi cộng 5x đi, 5 trừ 3 được 2, như kết quả là 2x đi. Giờ bây giờ mình sẽ 2x bằng 2 phần 3, y phần y bằng âm 3 phần 4 vào biểu thức này, chỗ này. Như vậy mình sẽ khai x bằng 2 phần 3. Phải y bằng âm 3 phần 4. Vào biểu thức A ta được. E sẽ bằng. Giờ như vậy là 2 x thì mình thấy bằng 2 cộng 3. 2 số 2 giống nhau. X thì thấy bằng 2 cộng 3. Y thì thấy bằng âm 3 phần 4. Như vậy dấu trừ mình đẩy ra qua trước nha. Giờ 3 trên 3 dưới, 3 chia 3 được 1, 2 nhân 2 là 4, 4 chia 4 được 1, kết quả là 1. Đúng nè. Như vậy giá trị cơ biểu khúc này sẽ là 1 nha. Như vậy biểu khúc này thì mình sẽ đặt là A bạc đi giống này. Giờ sau đó mình sẽ tính sau đó mình khai x y vào biểu khúc A ta được là âm 1. Giờ câu B thì mình sẽ đặt tên cho biểu khúc này chính là biểu khúc B nha. Giờ mình sẽ làm tương tự là được. Được. Như B sẽ bằng, mình sẽ viết là cái đề x nhân cho x, x trừ 2y trừ cho y nhân cho y bình phương trừ 2y xuống dòng. Giờ mình sẽ nhân phân phối vô nha. X nhân x trừ cho x nhân 2y trừ cho y nhân y bình phương. Giờ dấu trừ nhân trừ là cộng, y nhân cho 2x xuống dòng. Như vậy x nhân x là y bình phương. Giờ trừ 2x đi trừ cho y nhân y bình phương là y thừa 3. Giờ cộng 2x đi xuống dòng 3. Giờ như vậy mình thấy là hai cái này mình sẽ nhóm lại đúng này. Giờ hai cái này mình sẽ viết lại,
Giờ như giờ trước khi nhóm lại thì mình sẽ di chuyển cái này gần lại nha. Sau đó mình sẽ nhóm hai này lại. Đúng này. Giờ phía trước đây mình sẽ để dấu cộng. Xuống dòng bạn. Giờ hai cái này mình xếp lại. X bình phương trừ y lý thứ ba viết lại là được. Còn cái kia trừ hai cái này cộng nhau sẽ bằng không, đúng không? Sau đó mình sẽ khai x bằng 5, y bằng 3 vào biểu thức B nha. Hai x bằng 5, y bằng 3 vào biểu thức B ta được. B sẽ bằng như ý thì mình thấy số 5 như vậy là sẽ là 5 bình phương. Giờ y lý thứ ba có nghĩa 3 lý thứ 3. 5 bình phương là 25. 3 lý thứ 3 sẽ là 27. 25 trừ 27 là bằng âm 2. Đúng không? Như kết quả cuối cùng sẽ là 2. Như là mình xong câu số 7 nha. Giờ câu số 7 kèm hiểu bài, cái xong khuất video, hãy biết kèm hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 8. Câu số 8 người ta nói trên một dòng sông để đi được 10 km thì một chiếc xuồng tiêu tốn là A lít dầu khi xuôi dòng và tiêu tốn A cộng 2 lít dầu khi ngược dòng. Mình sẽ viết biểu thức biểu thị số lít dầu mà xuồng tiêu tốn để đi từ A ngược dòng đến B và sau đó quay là A. Biết khoảng cách giữa hai bến sẽ là B km nhé. Như vậy câu này các em trả lời như sau. Như vậy ở đây người ta nói là đi 10 km thì nếu mà sẽ tiêu tốn A lít dầu xuôi dòng và ngược dòng sẽ là A cộng 2 lít dầu. Như trước hết mình sẽ tính xem để đi được 1 km ngược dòng thì tốn bao nhiêu lít và xuôi dòng thì sẽ tốn bao nhiêu lít nhé. Như vậy là để đi được 1 km khi ngược dòng tốn bao nhiêu. Như vậy 10 km khi ngược dòng sẽ là A cộng 2 lít dầu. Như 10 km thì A cộng 2. Như 1 km thì mình lấy số này chia 10, đúng không? Là được. Như kết quả là A cộng 2 chia cho 10 nha. A cộng 2 chia cho 10 lít dầu, đúng này. Và khi xuôi dòng tốn bao nhiêu lít dầu? Khi xuôi dòng thì 10 km thì tốn A lít dầu, như vậy 1 km thì mình sẽ lấy A chia 10. Như kết quả là A chia 10 lít dầu. Giờ bây giờ người ta kêu mình viết biểu thức biểu thị số lít mà xuồng tiêu tốn để đi ngược dòng từ A đến B giờ quay trở lại B đến B, biết khoảng cách giữa hai bến là B, như mốt 1 km thì tiêu tốn bao nhiêu? B km thì mình sẽ lấy cái số này nhân B là được, đúng này. Như vậy tiếp theo mình sẽ để là biểu thị
số lít dầu. Mà xuồng tiêu tốn. Đẩy đi. Từ bến A ngược dòng đến bến B. Giờ quay lại bến A. Như vậy mình sẽ lấy số này nhân cho B cộng cho số này nhân cho B. Trong này, ở đây là 1 km thì B km thì mình sẽ nhân cho B không? Như vậy là A cộng 2 phần 10 nhân cho B cộng cho A phần 10 nhân cho B. Giờ như vậy ở đây mình thấy là B phần 10 với B phần 10 giống nhau, mà sẽ giúp B phần 10 ra làm nguyên tử chung nha. Như vậy ở đây còn lại là A cộng 2 cộng cho A. B phần 10 mình sẽ đem ra ngoài làm nhân tử chung. Như vậy A cộng A sẽ là 2A, đúng không? Như vậy là 2A cộng 2 nhân cho B cộng 1. Giờ đây mình thấy số 2 này, giúp số 2 ra bên ngoài, sau đó chia cho số 10 luôn. Giúp số 2 ra, sau đó chia tử 1 cho 2, thì ở đây sẽ là A cộng 1. A cộng 1 nhân cho B cộng 1. Nào. Đúng này. Đơn vị sẽ là lít dầu nha. Đúng này. Như vậy biểu khước biểu thị số lít dầu mà xuồng tiêu tốn để đi ngược từ A đến B, giờ sau đó quỹ A chính là A cộng 1 tất cả nhân cho B phần này. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 8 nha. Câu số 8 các em hiểu bài, các xem hết video, hẹn các em hiểu bài. Ở đây các em có thể nhân phân phối vô cũng được, hoặc là các em để nguyên ở đây cũng được nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 9. Câu số 9 người ta câu A mình sẽ tính chiều dài của hình chữ nhật có diện tích là và chiều rộng bằng. Như các em nhớ là diện tích sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng. Như muốn tính chiều dài thì mình sẽ lấy diện tích chia cho chiều rộng để ra kết quả, đúng không? Như vậy câu này các em trả lời như sau. Câu A thì mình sẽ đi tính chiều dài của hình chữ nhật là như vậy mình sẽ lấy diện tích là 6xy cộng cho 10y bình phương. Mình sẽ chia cho 2y. Như vậy, chưa hết mình sẽ lấy 6xy chia cho 2y. Cộng cho 10y bình phương. Chia cho 2y. Sao bằng. Giờ ở đây mình tính nhẩm 6 chia 2 được 3.
giờ x viết lại y chia y bằng 1, khỏi viết. Giờ 10 chia 2 bằng 5, y bình phương chia y được y, như kết quả là 3x cộng 5y. Nhưng mà xong câu A mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B người ta kêu tính diện tích đáy của hộp chữ nhật có hệ tích và chiều cao. Như các em nhớ là hệ tích sẽ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Như muốn tính diện tích đáy thì mình sẽ lấy hệ tích chia cho chiều cao. Đúng này. Như ta sẽ có công thức này. Hệ tích sẽ bằng diện tích đáy nhân cho chiều cao. C là muốn tính diện tích đáy thì mình sẽ lấy hệ tích chia chiều cao. Đúng này. Như vậy là mình trả lời diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là giờ như mình sẽ lấy hệ tích là này chia cho chiều cao là này 12x trừ cho 3x bình phương x y bình phương cộng cho 9x bình phương y chia cho 3y bằng. Như mình sẽ lấy từng cái này mình sẽ chia cho cái này khỏi đúng này 12x thừa 7 chia cho 7 trừ cho 3x y bình phương chia cho 7 cộng cho 9x bình phương y chia cho 7 sẽ bằng. Như 12 chia 3 được 4, x lũy 3 chia x là y bình phương. Dấu chờ viết lại. Ở đây mình sẽ xuống dòng. Giờ 3 chia 3 bằng 1, x chia x bằng 1, còn là y bình phương. Tiếp theo là 9 chia 3 được 3, x bình phương chia x được x, y viết lại. Như kết quả là 4x bình phương trừ y bình phương cộng 7 nhé. Như vậy là mình xong câu số 9 nhé. Giờ câu số 9 các em hiểu bài, cái xong khuất video, hẹn với các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy dạng giờ thì bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này cho đăng ký kênh Hề Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nhé. Thầy chúc các em học tập, tạm biệt các em nhé.